Và chúc cho đoàn nhà mình có một chuyến đi vui vẻ, ý nghĩa, thành công, tốt đẹp. Và mọi người sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi đồng hành cùng công ty du lịch Hòa Bình Travel. Chúng ta sẽ là những người chiến thắng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ là nhà vô địch. Không bao giờ bỏ cuộc.
mời.